Lãng Thanh thừa nhận có tình cảm với Hoa Khoai Nam Em. Lãng Thanh thẳng thắn cho biết anh có tình cảm với người đẹp Nam Em. Tập 8 chương trình Vô Lăng Tình Yêu khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi các người chơi quyết định thay đổi bạn đồng hành. Trong đó, Nam Em kết hợp với Công Phát, Lãng Thanh đồng thời đồng hành cùng Kim Thành và Thu Cúc sẽ ghép đôi với Bi Mắt. Trong các quá trình tham gia thử thách, MC Trấn Thành cùng với dàn cố vấn đánh giá Lãng Thanh là một người đàn ông tinh tế và sâu sắc. Vì với những con gái khác nhau, nam diễn viên sẽ có cách ứng xử phù hợp. Đặc biệt với ca sĩ Kim Thành, anh tỏ ra khá thoải mái và cả hai luôn phối hợp ăn ý trong các trò chơi. Trong đó, ông xã Hyrule nhận ra Hoa Khoai Nam Em khá dè chừng với Công Phát vì giọng ca cùng anh đi xa thường từ chối những cử chỉ thân thiết với đối phương. Đáng chú ý hơn, khi tham gia trò chơi Thật Hay Thách, Nam Em đã khiến dàn cố vấn lẫn người chơi bất ngờ khi hỏi với Lãng Thanh. Cụ thể, sau khi tự tin hoàn thành thử thách hát một đoạn nhạc thả thính do Nam chính chị em yêu cầu, Nam Em mạnh dạn lên tiếng: "Anh Thanh ơi, anh có thích em không?" Trước màn tỏ tình bất ngờ, Lãng Thanh vô cùng bối rối, nhưng ngay sau đó anh thừa nhận có dễ thương như Nam Em không thích thì thật phí. Và chúng ta đã có một MV đẹp nhất trong chuyến đi này. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lãng Thanh xác nhận có rung động trước người đẹp sinh năm 1996. Tình cảm của Lãng Thanh dành cho Nam Em cũng được Bi Mắt công nhận. Bên cạnh đó, MC Trấn Thành còn nhận xét câu hỏi và câu trả lời của cả hai đều rất thông minh và giải quyết được nhiều vấn đề cho đối phương. Chia sẻ cảm xúc sau khi trò chơi Thật và Thách, Lãng Thanh tâm sự: "Buổi tối hôm nay rất khác, mọi người nhìn nhau và cho nhau những câu trả lời từ trong lòng và rất thẳng thắn. Tôi nghĩ rằng thực tế rất khốc liệt nên khi nghe những câu hỏi, câu trả lời thật làm rộn ràng con tim, còn không sẽ dằn tim. Có lẽ vài ngày sau mọi người sẽ nghĩ ngợi rất nhiều về ngày hôm nay, cũng như suy nghĩ về nhiều điều về bản thân để thể hiện và trả lời cho đối phương của mình." Ngoài ra, Ngô Kiến Huy bất ngờ khi Kim Thành hỏi nếu Nam Em và Nam Anh cùng yêu một người, Nam Em có nhường không? Trước vấn đề này, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long bày tỏ cùng yêu một người tất nhiên sẽ nhường, vì đơn giản Nam Anh có quá nhiều tổn thương, tụi mình gặp nhiều may mắn hơn nên tôi nghĩ mình có nhiều cơ hội hơn. Sự chân thật của Nam Em nhận được nhiều sự ủng hộ của nhiều người chơi còn lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.